Vai cả trưởng chơi game mà tự ái à? Ôm lót, ok mày thích tao chiều. Trời ơi, con cá có chuyện tự ái xong phá game à? Ảo thật đấy. Lần đầu tiên mình gặp cái cách kiểu như thế luôn các bạn ạ. Thề luôn ấy. Chơi game mà như thế này chịu. Vãi thật, lại bút. Bút hoài 73. Lại luôn ấy. Ôi thôi nghỉ game luôn đi. Thôi nghỉ đi. Game gùng gì tầm này nữa. Tao lại tụi mày, trời ơi. Tao lại tụi mày luôn. Ôi ơi. Hi các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại tiếp tục đến với channel của mình. Và mình là Vũ đây các bạn ơi, Vuic Gaming của các bạn đây. Đúng rồi, tiếp tục cuộc dạo chơi đấu đỉnh cao và là leo những cái top tướng. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng mà leo top ở trên đấu đỉnh cao này. Và vị tướng này mình sẽ chơi đó chính là Triệu Vân các bạn ạ. Hồi trước mình cũng đã nói với các bạn rồi. Đấy, thì sau khi mà mình làm cái clip mà test thử Triệu Vân mà sau khi mà nó chỉnh sửa xong ấy. Và ngày hôm nay mình cũng đã kiếm được một cái nick. Đó chính là ở trên top server Việt Nam luôn thì các bạn cũng đang là trên top 20 đấy. Cũng phải là ít gì đâu, cũng rất là cao luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà có một cái rất là hay là cái nick này mới chỉ TN4 các bạn ạ. Nghe rất là buồn cười đúng không? Đang là top 21 Việt Nam các bạn ạ, với 6.793 điểm nha. Ở top miền, top tỉnh thì đang là top 1 với là top 9 đấy. Còn với top server Việt Nam chúng ta sẽ có đó chính là top 21 Triệu Vân này. Và mình cách những cái top ở trên ấy cùng với top 10. Nói chung là mình mà muốn lấy cục vàng ở cái nick Triệu Vân này thì mình phải lấy đâu đó tầm hơn 400 điểm các bạn ạ. Nói chung là cố gắng chơi tầm 400 điểm là mình sẽ lấy được cái nick top này cho các bạn. Sẽ lấy được top 10, nói thẳng ra là mình sẽ lấy được cục vàng ấy nếu như mà mình được 400 điểm. Cũng khá là ok đúng không? Do là hồi xưa mình có leo đỉnh cao ấy thì mình cũng có vài nick mình cũng đeo lên leo lên được tầm 400-500 điểm cho các bạn xem rồi. Thế nên là còn với Triệu Vân thì khá là khó. Bởi vì các bạn nên biết là một con tướng siêu tù mà bây giờ đấu đỉnh cao mà trên đỉnh 1K4 điểm. Cái nick này đang là tận 1.400 điểm đỉnh cao luôn nha các bạn. Mà thôi, bởi vì là mình cũng muốn làm thử thách mà. Với lại một phần là mình muốn test thử liệu rằng Triệu Vân mới sửa lại này nó có thật sự mạnh và nó có thể đánh được ở trên rank cao hay không. Và nhất là cái rank đỉnh cao, rank khắc nghiệt nhất ở nơi cái server Việt Nam này. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đến với đó chính là một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với vị tướng Triệu Vân, kỵ sĩ tận thế nhá. Ok, rồi thì trận này mình sẽ đi rừng nha các bạn. Mới ngay trận đầu tiên thì mình được pick con Triệu Vân đi rừng này. Mình tí nữa mình sẽ test hai lane luôn. Thì để xem qua Triệu Vân đi top đi rừng cũng cái nào ok luôn nhá. Rồi, nhìn tay bạn trận này cũng có vẻ là cũng căng thẳng phết đấy. Ôi trời, ơ cái gì đây? Ui thôi xong rồi, ấy. Ôi chắc là tại mình chưa đổi mật khẩu. Vãi nồi. Ôi trời ơi, mình không biết. May là mày các bạn ơi. Trời. Nhưng mà chắc chắn là tên bạn cũng lên cấp 2 rồi. Mình hơi thọt ở ngay pha đầu game rồi đấy. Ôi mà Hên vẫn vô được nhá. Mặc dù là vừa nãy là mình bị chủ nick, thực chất là cái nick này mình mua rồi nhá các bạn. Mình bị bạn kia bạn vào do là bạn ấy chưa lock hoặc các bạn ạ. Nhưng mà cũng may, một lúc sau thì mình vẫn vô kịp ở ngay. Mặc dù là ở đầu game thì mình thọt một chút. Nói chung là farm hơi chậm so với lại tên bạn sau khi mình AFK. Nhưng mà được cái là đầu game thì mình vẫn bắt đầu là mình lấy lại nhịp rồi. Nói chung là mình lấy lại cái nhịp để mà theo kịp với lại tên bạn ấy. Đấy thì ở ngay pha này, sau khi mà farm đủ xong thì mình đã làm một pha đứng bụi rất là đẹp. Đấy, mình quyết định mình chơi cả đi đắp con này. Nói chung là mình giữ chiêu lại chiêu 1 để lỡ mà đi đắp mà đẩy mình ấy thì mình còn có chiêu để giải hồ chế nhá các bạn. Do bây giờ là kỹ năng của Triệu Vân ấy, chiêu nào cũng giải hồ chế được hết rồi. Thế nên chúng ta sẽ giữ lại một chiêu nhá. Đó, và với chất tướng khỏe đầu game, mình phải công nhận con Triệu Vân này sau khi sửa xong ấy thì nó cái độ trâu với lại độ khỏe của nó ấy nó rất là ok các bạn ạ. Thế nên đầu game tụi mình đang qua cướp rừng nha. Nhưng mà khá là đen. Nếu như ấy mà sau cái pha cướp con blue xong ấy với lại là giết thằng ngộ không ấy, mình lui được pha này là ngon rồi. Và không hiểu kiểu gì mình lại nghĩ trong đầu ấy ăn blue giết ngộ không xong mình lại ăn tiếp con quái này, thế nên cái giá phải trả là mình đã chết cái mạng này nha các bạn. Đó, và sau cái pha đấy thì đương nhiên là mình rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ không di chuyển cáo như thế nữa. Đó, và cũng may mình lại tiếp tục được bắt lẻ thanh niên đi đắc này sau khi mà anh ta di chuyển mà không để ý mình nhá. Tầm này thì mình khỏe lắm, ăn hai mạng này đều là hai mạng của đi đắc luôn nha. Đấy, lúc sau đương nhiên là mình vẫn ăn được con CI rồi. Và sau khi phát hiện ngộ không đang đẩy dưới, mình quyết định mình thả con CI dưới nha để không cho ngộ không đẩy các bạn ơi. Chứ bây giờ ngộ không mà đẩy cũng khá là mệt đấy. Đó, và với tận dụng lợi thế chỉ với tầm 10 phút ấy thì tụi mình đã lấy rất là nhiều trụ của tem bạn luôn. Bây giờ thì chỉ cần ulti thôi, ulti vào đầu thằng nào là thằng đấy đi nha các bạn. Đó, và bây giờ tầm này tem mình khỏe mà. Mặc dù là cũng không ăn được tem bạn nhiều nhưng mà được cái bởi vì cái bùa lợi với lại lượng vàng của tem mình khỏe rất là nhiều. Cứ ăn con chi ra xong bây giờ tụi mình chỉ có ăn con rồng các bạn thấy không? Thế nên là chỉ cần ăn mục tiêu càng nhiều thì chắc chắn là lợi thế sẽ rất là cao. Đó, và bây giờ là mình khỏe quá rồi. Chỉ cần thằng nào mà ở ngay mục tiêu mình, kể cả Omega nhá các bạn. Đấy, mình cũng ulti vào mình đấm luôn các bạn ơi. Do bây giờ ấy mình thấy cái khả năng đốt máu của con Triệu Vân này sau khi mà chúng ta sử dụng ulti ấy đốt rất là đau các bạn ơi.
với đây là chỉ cần mình dồn vô một đứa ấy, chắc chắn là cũng sẽ có một đứa chết. Thế nên không có gì phải lo nhá. Đó, và sau hơn 12 phút, sau hơn 12 phút các bạn ạ, sau cái pha này, mình quyết định mình lao lên, mình chơi Ngộ Không luôn. Đó, và đương nhiên là Ngộ Không cũng chết các bạn ạ. Và ngay pha này mình công nhận là Yao Su bắn rất là đỉnh luôn. Một pha bắn xuyên chú Illumia mà bắn chết được mình thì cũng gọi là đỉnh ấy. Nhưng mà sau khi giết mình xong thì cũng không làm được gì cả. Một con Yao Su mà chỉ biết ngắm thì bây giờ chắc chắn sẽ là kết thúc của tên bạn. Đấy, mặc dù giết được mình nha. Đó, và chỉ với tầm 12 phút thôi, ở ngay trận đấu đầu tiên mình đã có một trận đấu mở màn khá là đẹp các bạn ạ. Cầm Triệu Vân mà đánh trên đỉnh này mình sợ là mình chơi không nổi, nhưng mà cũng may công nhận là sau khi sửa lại mạnh phết. Đó, và ngay đầu game, ở ngay trận này thì mình đã cộng được tận 84 điểm nha các bạn. Tầm này cộng được 84 điểm thì cũng nhiều ấy, chứ không phải là ít đâu. Nói chung cũng ok. Trời ơi, mình sẽ kể lại diễn biến trận 2 này cho các bạn xem. Thì đơn giản thế này, là bạn S4 các bạn, bạn cao thủ 4 nha, bạn cao thủ 4, bạn có chat cho team mình ấy, là bảo là có thằng nào ôm lót không. Thì cái bạn Kera ấy, bạn lỡ chat, nói chung là cái này gọi là một câu đùa nha các bạn. Tính ra chính là thanh niên Tara ấy là người nói trước. Thế là bạn Kera bạn lỡ đùa một tí rồi, mà ai thì anh ta phá thật các bạn ạ. Nói đơn giản đấy, là thanh niên này bút, à không, không phải bút nha, mà là phá game các bạn ơi. Lần đầu tiên mình đấu đỉnh cao mà có một thanh niên kiểu bị tự ái xung phá game luôn đấy các bạn ạ. Thề đúng lại, bút bẩn thì không phải nha. Các bạn nếu mà chưa xem kỹ ấy, thì các bạn có thể xem lại cái phần chat vừa nãy mà mình để ở ngay vừa nãy mình cho các bạn xem ấy. Thì mình sẽ tóm tắt lại, đó chính là anh ta chat một câu rằng là bảo là có thanh niên nào ôm lót hay gì không. Thì chính xác là anh ta là người mở màn câu chuyện nhá. Thì đương nhiên là bắt đầu là tem mình chọc, bắt đầu tem mình chỉ chat comment nói vui vui giỡn giỡn thôi. Mà ai dè anh ta bị tự ái hay là anh ta bị gì các bạn ạ. Xong rồi cuối cùng là anh ta phá phá game thật luôn. Thế là bắt đầu là mình thấy hơi bị ghét rồi ấy. Quyết định là mình lỡ chat một câu là mai lên TV cho vui này. Đó, thì mình úp lên cho bạn xem mà. Và ai có dè anh ta cũng chat một câu thoải mái TV CC. Bạn thấy không? Anh ta có thách thức cả mình luôn. Thì mình thật sự rất là khó hiểu với thanh niên này các bạn ạ. Và lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên mà mình đấu đỉnh cao mà mình gặp một thành phần phá game như thế này các bạn ạ. Mình không hiểu kiểu gì luôn. Hồi giờ mà đấu đỉnh cao ấy thì chỉ có bút bẩn thôi. Mình nói thật là chỉ có bút bẩn ôm lót thôi các bạn ạ. Chứ mà kiểu phá game như thế là lần đầu tiên mình gặp luôn. Lần đầu tiên mình gặp cái kiểu mà gọi là bị tự ái các bạn ạ. Mà trong khi anh ta là người mở cái đầu câu chuyện trước, tem bắt đầu chọc lại thì tự ái. Khó hiểu thật sự các bạn ạ. Nhưng mà mặc dù là anh ta phá game, anh ta phá, nhưng mà đương nhiên là bởi vì đây ấy là một trận đấu đỉnh cao các bạn ạ, chứ không phải là một trận đấu thường bình thường. Nếu như mà chúng ta đánh anh ấy mất một sao là mình thề các bạn là không tiếc, miếu thật là không tiếc một sao các bạn ạ. Nhưng mà này là đấu đỉnh cao, nếu như mà các bạn thua ấy thì các bạn sẽ bị trừ điểm rất là nhiều, nhất là cái con tướng mà các bạn đang chơi nữa, cái con tướng One Champ các bạn đang cày ấy, để hình như con Triệu Vân này, mình đang cày con Triệu Vân các bạn ạ. Mà bây giờ ấy mình mà thua cái là mình bị trừ điểm vãi nồi lắm các bạn ơi. Nhưng mà thật sự là kể cả trận này ấy, team mình cố gắng chơi, mình cũng cố gắng mình đánh các bạn ạ, nhưng mà team mình lúc này phế quá các bạn ạ, đánh không nổi. Tara thì nó phá game rồi, mặc dù là mình đã có một cây đây cũng khá là ok, mình giết được 4 năm, nhưng mà bởi vì thanh niên kia phá game quá, giữ hết lính không cho team mình để ăn lực lính ấy. Vậy nên là chỉ với 8 phút thì cuối cùng là tụi mình thua nha các bạn, tụi mình quyết định đầu hàng luôn. Thế lần đầu tiên mình gặp thế này luôn đấy các bạn ạ, thằng này không phải bút bẩn đâu nha các bạn, thằng này là phá game ấy. Và nhờ anh ta, thế nên mình bị trừ tận 71 điểm luôn. Vai thật đúng xàm luôn đấy. Lần đầu tiên trong đời mình gặp cái cảnh nên luôn các bạn ạ. Bị trừ 71 điểm đúng xàm. Trừ mà không đáng luôn đấy. Mặc dù trận này mình MVP nha, mà mình vẫn trừ rất là nhiều luôn. Đây, phải các bạn cùng xem này. Mấy thằng mà ôm lót ấy, bút bẩn ấy, thì các bạn nên biết, bạn nào mà chơi thì sẽ biết rồi. Tố cáo ấy, nó sẽ không bao giờ bị chú ý tí đâu, bởi vì là chúng nó rất là ranh ma nhờ. Còn thằng này là nó phá game thật các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem thông tin của nó đây. Anh ta đang là top theo nát. Và sau khi mình vào check thử cái lịch sử đấu ấy, thì ai có dè, thì ra là bởi vì ở trận trước với lại là mấy cái trận kia anh ta bị thua nhiều quá, nên là đâm ra thành bắt đầu nản nản, xong bị dỗi các bạn, hay là giống kiểu bị bực bội ấy. Xong bắt đầu là chuyển qua bên đây, thế là bắt đầu là giận cá chém thớt, xong rồi qua là phá cái trận đấu của mình luôn, của team mình các bạn ạ. Lần đầu tiên mình gặp cái kiểu như thế luôn các bạn ạ. Thề luôn ấy, chơi game mà như thế này chịu. A few moments later. Ôi mẹ ơi. Ôi trời ơi. Không sao, mình vẫn chơi được các bạn ạ. Không có gì phải lo cả. Ê, tem bạn khó chịu vãi. Ui, lag luôn. Vãi ạ. Múa mà lag luôn mà. Tôi xong thua rồi các bạn ơi. Ê, mình cũng không làm được gì được cả. Tem bạn khó chịu vãi, nhất là con Jeep vào đấy. Cứ gõ là nó hút. Sao chơi đây? Ui, bay quá. Trận này chỉ có 25 điểm các bạn ơi. May là trận này mình chỉ có 25 điểm nha, hên ấy.
Ai nổi Triệu Vân 111 các bạn ơi. Thế lần đầu tiên thế không biết nói sao luôn ấy. Ê nhưng mà ê, được cái là các bạn ý không? Mặc dù trận này mình 1-11 nhưng mà đam mình lại là người gây đam to nhất team. Ê cũng được chứ. Mặc dù là 1-11 nhá. Giáo án Triệu Vân. Thôi bỏ qua cái trận 1-11 đi. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo các bạn ạ. Đấy thì trận này mình lại tiếp tục chuyển sang cầm Triệu Vân đi đường nhá. Cứ farm thôi. Tập này là mình farm không có gì phải lo các bạn ạ. Rồi. Chưa lên 4 mảo tử không? Mạng đầu tiên. Mình phải lấy lại những gì đã mất các bạn ơi. Nãy giờ thua khá là nhiều xàm rồi. Ồ, tên bạn. Ồ, ok, mình quyết định. Ôi ơi, đâu ra đấy? Chưa đâu. Ui. Vãi nồi bị dụ các bạn ơi. Mình tưởng tên bạn mình tưởng tên bạn ăn rồng là không có ai đây chứ. Xàm thế. Trời ơi, thằng TB nó ăn tí các bạn ạ. Ui đông. Ui. Ui thôi chết rồi. Vãi. Ui floor hay kìa. Floor hay đấy. Được không? Ui floor mù ác. Ê hay. Ui ê không sao mà gỡ được hai bạn cô ok phết đấy. Rồi. Mày dám ganh floor tem tao. Làm sao? Ok chưa? Ít nhất là mình vẫn gỡ được một chút các bạn ạ. Rồi. Thầy đứng dưới toang vãi. Ủa cái gì mà chửi ghê vậy. Rồi tôi tới. Mạng đầu tiên. Thằng nữa không? Hay. Rồi mạng thứ hai. Nice. Ok mình gỡ được hai mạng rồi. Rồi và các bạn cùng để ý ở ngay pha này nhá. Các bạn nói chung là các bạn vừa nãy cái pha vừa nãy mà thanh niên John chửi không thì mình không biết tại sao nhá. Là mình đã làm cái gì tới anh ta hay không ấy. Thì anh ta bắt đầu là di chuyển vào đây ăn hết quái lính của mình các bạn. Nói chung là vào phá ấy. Thời công nhận đúng khổ các bạn ạ. Vừa nãy thì gặp phá game. Xong bây giờ thì cũng gặp thanh niên John bắt đầu chơi. Nói chung bó tay trong con các bạn ạ. Đấu đỉnh cao thế này đúng nả luôn đấy. Yo. Ui phá đi. Ô. Mày láo. Đánh không? Cân 2 luôn được. Tập này con Triệu Vân này khỏe lắm. Cân 2 vẫn được nha. Còn gặp 3 thằng thì hơi khó thôi. Bây giờ tầm này trận này tem mình phải farm cơ chứ bây ui. Để John trận này đúng. Khó được chơi game luôn. Trời vãi sao ghét con Timmy thế. Chạy đi. Ừ. Hay, may quá. Ba đùng có miễn nhiễm nên mình được hồi máu bạn ơi. Rồi, tận dụng nhá. Ok, mình ăn luôn con Shiya các bạn ạ. Tem bạn ở dưới rồi. Thế nên là mình tận dụng mình ăn con Shiya này là tốt đấy. Trời ơi, ăn Shiya mà tem chết hết à. Toang chưa. Mà mình phải công nhận là con Triệu Vân này nó ăn Shiya lâu vãi. Chắc là tại mình lên đồ kiểu dạng tanh ấy. Ừ. Mà bây giờ đúng là cái giáo án Triệu Vân này phải lên full tanh. Bây giờ lên đam còn phế nữa các bạn ơi. Khó vãi. Để giống biết đánh sao đấy. Gõ luôn này. Cho xong mình chết rồi này. Hết cỡ các bạn ơi. Chắc bây giờ phải chờ về late nha. Ít nhất bây giờ phải chờ về late. Đợi ông John tay mình có đồ mới chơi được mà. John. Ui. Ui floor này chiến nha. Không nói chung floor tay mình mua hay các bạn ơi. Floor mua hay phết đấy. Gõ luôn này. Rỉ lui về tí nhá. Nói chung là mình. Ui đánh luôn à. Mình chỉ rỉa vui thôi bạn ơi. Ui chết là thằng áo xui à. Ui. Lại ra rồi. Tập bay. Ui thôi xong rồi. Ây da, tem mình đứng cái góc mà thằng Pen nhảy vô ai cũng chết. Thôi thua rồi các bạn ạ, hết cỡ rồi. 27, 25 khó. Lại thua các bạn ơi, toang rồi. Vai trưởng thật. Trời ơi, trừ 70 điểm. Ôi, vậy là tính ra từ nãy giờ mình trừ hơn 760 rồi đấy. Oh my god. Không, nói chung là cũng không phải do mình đâu. Thực chất là con Triệu Vân này từ nãy giờ mình chơi được ấy. Ôi mà nhìn tem này. Tem toàn cục tím, cục top Việt Nam. Mà đánh không lại tem bạn. Chịu luôn đấy, bó tay. Trời ơi các bạn ơi. Sau cái trận vừa nãy mà mình gặp phá game ấy. Bảo là bút bẩn lỏ vừa nãy phá game. Thì bây giờ mình đã gặp bút bẩn phiên bản Ryu nha các bạn.
Cũng may là nhờ anh ta chat trước cái câu là anh ta kêu bút bẩn các bạn ơi. Vậy nên là mình quyết định là mình đã pick con Bijan các bạn ạ. Cũng hên nha, nói chung trận này mình cũng pick cái con Triệu Vân ấy. Hên là thanh niên Mina đấy đã chat trước là Facebook Hải Anh. Nói chung là anh ta quảng cáo để người ta thuê bút bẩn đấy các bạn ạ. Thế nên là hên là mình nhờ anh ta chat trước. Thế nên là mình đã pick cái con Bijan thay vì mình pick con Triệu Vân nha. Thế nên là đỡ phải bị trừ nhá. Thầy lại luôn đấy. Nhưng mà cũng đạt nhá. Thật từ nãy giờ các bạn thấy rồi đấy, mình thua rất là nhiều. Hầu như là toàn bị phá game thôi. Xong rồi tem pick ấy thì đánh thì không lại. Mà hầu như toàn phá thôi. Phá rất là nhiều. Phá phải nói rất là nhiều luôn. Xong rồi bây giờ thì còn gặp bút bẩn nữa. Thì mình không biết là đúng như kiểu như là mình đang rất là xui. Và mình đang gặp bước đường cùng luôn. Lần đầu tiên từ hồi mình làm cái series đấu đỉnh cao tới tận bây giờ thì đây là lần đầu tiên mà mình gặp một cái trường mà mình gặp những cái trường hợp mà mình đấu đỉnh cao như này mà mình gặp bút bẩn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Thì lại luôn đấy. Mình không biết chơi sao các bạn ơi. Và chắc chắn rồi, trận này mặc dù là mình cố gắng đánh ấy, nhưng mà các bạn nhìn Elsu này, thằng Mina nó bút. Mà ông Elsu ông còn tính cướp luôn con Buret của mình thì mình nghĩ là chắc thôi bây giờ thua rồi. Nhìn là biết cảm giác là không muốn đánh nữa rồi. Bây giờ là cùng phá chung cho vui hay sao các bạn ạ. Vậy nên là mình nghĩ là cái gì tới cũng tới. Chắc chắn là trận này team mình cũng không thể nào mà làm được gì đâu các bạn ạ. Mặc dù là mình cũng cố gắng mình ganh mình hỗ trợ cho team ấy, nhưng mà nản quá. Thật là mình nản hết sức các bạn ạ. Mình không biết khi nào cái thật sự là mình không biết nhá, là liệu rằng Liên Quân có thật sự là có thể mà ban được mấy thanh niên này không. Bởi vì là mấy cái thằng bút đến này các bạn ạ, không bao giờ bị trừ uy tín. Bởi vì chúng nó lách rất là ảo ma các bạn ạ. Bởi vì là nó vẫn di chuyển nhá, nhưng mà nó làm một cái gì đấy rất là ảo ma các bạn ạ. Bởi vì thế nên là hình như Liên Quân không hề biết là tụi này nó bút bẩn hay là nó đồ ấy. Đấy, mình sẽ tố cáo các bạn xem này. Bởi vì tụi này nó ôm ấy, nó ranh ma lắm. Thế nên là mặc dù mình nhấn mình tố cáo ấy cũng không bao giờ bị chú ý tín các bạn ơi. Thấy không? Khổ vãi nồi. A few minutes later. Ôi thôi nghỉ game luôn đi. Thôi nghỉ đi. Game gùng gì tầm này nữa. Tao lại tụi mày, trời ơi. Tao lại tụi mày luôn. Ôi ôi. Vãi nồi ạ. Vừa nãy ấy là mình cố gắng mình chờ tầm 4-5 phút mình không chơi các bạn ạ. Mình phải chờ tầm 4-5 phút để mình không ghép trúng cái tụi vừa nãy. Ai dè mình lại tiếp tục gặp tụi mới. Mình lại tiếp tục gặp bút bẩn các bạn ạ. Ôi vãi bước đừng cùng luôn à. Ok các bạn ơi. Sau cái trận vừa nãy mà mình gặp Bijan vừa nãy mình gặp thằng Tara bút ấy. Nhưng mà nhờ thanh niên Tara kia ấy nó chat trước. Thằng Mina chứ, thằng Mina nó chat trước nên là mình biết nó bút, vậy nên mình mới pick Bijan. Còn trận này ấy thằng này nó không chat gì cả. Thế nên là mình pick luôn con Triệu Vân. Thì ai dè bởi vì nó là người đứng cuối đó các bạn ạ. Nó là người đứng cuối nhá. Thế nên là cuối cùng sau khi biết anh ta pick con Tara phát là mình thấy ôi thôi xong cuộc đời rồi. Team mình xong rồi các bạn ạ. Các bạn đừng cứ chửi Omen pha vào đấy nhá. Thực chất là Omen không phải phá đâu. Omen tóc biến lên để mà ăn lính các bạn ạ. Bởi vì thanh niên Tara chặn lính mà. Thế nên tóc biến lên để ăn lính ấy. Đó mà công nhận mặc dù nhá là trận này ấy thì team mình chưa rất hay. Biểu thật các bạn là nếu như mà không gặp bút bẩn, không gặp thằng Tara thì trận này team mình win chặt. Bởi vì trận này team mình ấy Omen, Timmy với lại Terry ấy chơi rất là hay. Team mình đánh ổn vãi nổi bốn ông ấy là cả mình với lại bao còn lại đánh rất là ok các bạn ạ. Mỗi lần combat ấy tụi mình đánh đòn kinh. Và thật sự là team bạn ấy, các bạn biết gì không, là team bạn phải nói chung là phải kéo tận 5 thằng, phải nhờ thằng Tara fit, nói chung phải nhờ Tara phá thì mới win được tụi mình ấy. Chứ nếu như mà trận này mà không có Tara thì chắc chắn là tụi mình win từ lâu rồi. Đó và các bạn thấy không, thật sự là team bạn ấy đánh cái team mình rất là vật vã luôn. Win phải nói win cực kỳ khó. Và các bạn biết là team bạn win nhờ cái gì không? Đó chính là nhờ con Shia các bạn ạ. Và phải nói thẳng ra là phải chờ tới phút thứ 15 sau khi mà con Shia ra nha. Đấy các bạn thấy không? Lúc này tụi mình phải nói có bắt hơn lại team bạn luôn đấy. Đó phải chờ tới phút thứ 15 các bạn ạ. Đấy và sau khi mà con Shia ra ấy thì đương nhiên là bây giờ team mình không thể làm gì cả. Team mình phải cố gắng mình canh con Shia này. Nhưng mà sau khi ấy ở ngay pha này ấy thì tụi mình vào cũng khá là muộn bởi vì là Lyanna tích được hai nội tại, thế nên vào cào Shia rất là nhanh các bạn ạ. Đấy thì pha này mình đương nhiên mình tính ở lại mình cứu Terry ấy, nhưng mà thay vì cứu Terry thì mình quyết định là mình phải cố gắng mình cướp được con Shia này. Nhưng mà mình đã trừng trị không kịp các bạn ơi, hoặc là mình trừng trị kịp nhưng mà vẫn không ăn được con Shia các bạn ạ. Vậy nên chắc chắn rồi, đương nhiên bởi vì con Shia này quan trọng lắm các bạn ạ. Con Shia này mà mất phát là tụi mình chắc chắn là tụi mình sẽ thua rồi. Và sau khi không cướp được con Shia này và đây chắc chắn và sẽ là một trận thua của tụi mình khá là đen. Nếu như mà thật sự cái pha vừa đấy mà tụi mình ăn được con Shia ấy thì chắc chắn là có thể trận này tụi mình bẻ được thằng bút rồi. Tụi mình bẻ lúc luôn rồi đấy. Nhưng mà đen các bạn ơi, đã thấy lúc sau cái thằng Tara này nó còn nhấn thanh cảm ơn nữa cơ. Thầy lại luôn đấy, bực, đúng bực luôn đấy, không biết nói gì các bạn ạ. Bất lực luôn đấy.
thua từ nãy giờ đúng nhiều luôn. Từ nãy giờ mình trừ đâu đó là phải hơn 106 điểm rồi. Và sau cái trận này nữa mình lại trừ thêm 24 điểm nữa, thì lần đầu tiên mà mình chơi một mà đấu đỉnh cao một đêm mà mình trừ đâu đó là gần 200 điểm các bạn ạ. Đúng nản luôn đấy. Nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ cố gắng mình chơi các bạn ơi. Mà mình tưởng trận này là mình gặp lại cái tuổi cũ, nhưng không phải nhá. Bởi vì do là mình gặp cũng là Floor DSP ấy, nhưng mà trận này là hai thằng khác các bạn ạ. Lại là thằng Omblot khác nhá, chứ không phải là bọn vừa nãy nhá. Ok, và sau hơn 3-4 trận phá game bút bẩn các thứ, thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã mình đã ghép lại cùng tem bình thường rồi các bạn nha các bạn, chứ không phải phá game nhá. Được rồi, và ở ngay trận đấu này mình ghép được cùng với lữ bố bên tem mình, đó chính là cũng là top server Việt Nam luôn nha các bạn, cũng cảm thấy khá uy tín. Nói chung không bút bẩn phá game mà được rồi. Ok rồi, kèo này thì mình gặp Yuka các bạn ơi. Ui thôi xong rồi, lấy có 4 nhưng mà lag thế. Trời ơi, nãy giờ chơi đã nản rồi, bị phá game rồi mà còn bị lag nữa. Ui đen, Kadishi xài chiêu hụt quả hết tung chúng chắc ăn được rồi đấy. Mình phải lấy cấp 4 mình chơi được Yuka các bạn ơi. Rồi mình lấy cấp 4 rồi này, làm thử phải pha solo không. Ok đó, mình chờ bạn anti ấy. Ây, tính ra bây giờ con Triệu Vân solo queue lại Yuka luôn đấy các bạn ạ. Ừ ôi ôi, thôi trận này ok phết rồi. Trời ơi, cuối cùng thì đúng là trời, không nói trời, phải nói Liên Quân. Đúng là Liên Quân không có để ai phải ôi từ. Đúng là không phụ lòng ai các bạn ạ. Cũng may trận này mình gặp team mình đánh uy tín rồi đấy. Solo queue tiếp không? Solo queue tiếp không? Ê tính ra ui rồi, nhờn. Ê, có một vị tướng có thể solo kèo lại với Yuka đấy các bạn. Ok phết. Đây, để mình làm cái mẹo cho các bạn xem nhá. Các bạn xem mình làm cách mình ăn con Blue xong mình giết luôn cả thằng Ngộ Không này. Đầu tiên là cho con Blue vào bụi đó này. Nhưng mà đừng ăn nhá, đừng có đánh. Bởi vì biết là nó sẽ vào đó, thấy chưa? Rồi, mày đi. Đấy, đây là cái cách mà mình chơi các bạn ạ. Ôi. Ui, mình tưởng có mỗi thôi xong mình chết rồi. Thôi mình chết rồi. Trời ơi, còn lag kìa, lag điên luôn. Ba thằng thì chịu ấy. Hay. Trời hay quá. Này sơ. Ôi, dễ thở thế nhờ. Rồi, đi rồi đấy. Nó có tóc miến thì nó sống nhá. Nó không có tóc miến thì nó đi các bạn ơi. Rồi, đi. Đi rồi đấy, tem mình tới nữa mà. Bộc phá luôn này. Sức mạnh bộc phá đấy bạn. Ôi, mình phải công nhận là cái cảm giác mà mình gặp tem chi hay các bạn. Xong bây giờ đánh nhẹ nhàng vãi, đánh đúng chiêu đấy, không còn căng, không còn nản, không, là không còn bực mình như vừa nãy nhá. Vừa nãy chơi đúng nản luôn đấy, đúng kiểu vừa bất lực các bạn ạ. May trận này mình gặp tem hay vãi. Rồi, và đến với pha này các bạn ạ. Lúc này thì mặc dù trận này ấy là tem mình cũng đúng hủy diệt ngay đầu game rồi, nhưng mà nhờ cái pha này, nói chung là pha này mình đánh hơi ẩu các bạn ạ. Mình tính ép lính lên để mình đẩy, xong rồi mình thấy Yuka ấy thì mình vào mình bắt Yuka các bạn ơi, nhưng mà không nghĩ là tem bạn ở đấy. Và nhờ cái pha đấy, và nhờ cái pha vừa nãy mà mình lỡ bị chết ấy. Thế nên là bây giờ bắt đầu tem mình bị thua thiệt lại nhá. Mặc dù ở những cái đầu game ấy thì tem mình có bắt auto win auto lợi, nhưng mà nhờ một pha combat hơi nói chung là pha vừa nãy của mình hơi báo, thế nên mình đã chết ngay vào đấy. Nhưng mà lúc sau thì mình rút kinh nghiệm rồi. Tới phút thứ 15 các bạn ạ, bắt đầu là mình rút kinh nghiệm là mình không có di chuyển lỗi như pha vừa nãy đó, thì mình quyết định là mình đi chung với team nha. Đó, và nhờ mình pha đi chung với team này thì mình thấy Violet với lại Yuka di chuyển lẻ ở đây. Đó, đang có team ở đây, thế nên là mình với Yuka quyết định vào chơi luôn. Đó, mình với lại Lữ Bố chứ, quên, mình với Lữ Bố lao lên chết được mạng của Yuka nhá. Và sau đó Ngộ Không cũng chết luôn. Và cũng may là Lữ Bố chưa kịp chết sau khi bị Violet bắn nhờ, còn một chút máu. Đó, và thừa thắng đấy mà tụi mình quyết định ăn con Shiya để mà end game nhá. Đương nhiên là tem bạn không thể nào mà vào cướp được con Shiya đâu, bởi vì có mình ở đây mà, để cho tem mình ăn Shiya. Còn lại thì mình sẽ canh đây để mình phá không cho tụi bạn vào ăn con Shiya này nhá. Và đương nhiên là tụi mình ăn con Shiya thành công, đã thế mình còn lấy được hai cái tóc biến của thằng Ademis tem bạn nữa cơ. Và thôi, chắc chắn đây sẽ là một pha end game của mình rồi. Mặc dù bây giờ là tem mình chỉ có 4 người thôi, 4 người cũng đúng, do bây giờ là thằng Ngộ Không đang ở trên, nên là Lữ Bố tem mình đang lùa nhá, đang lùa tem bạn đấy. Và với cái con bùa Shiya này cộng thêm cái chất tướng siêu châu bò của mình đó, vậy nên là tem bạn không thể nào làm được gì nhá. Mặc dù ít ghi anti mình pha này ấy, nhưng mà cũng không đủ đam giết được các bạn ạ. Và cuối cùng sau hơn 17 phút chiến đấu thì tụi mình cũng đã win nhá. Nói chung chắc chắn là tụi mình cũng win từ sớm rồi, ngoài ra vừa nãy mình đánh hơi ẩu một tí cái pha vừa nãy các bạn.
Cái pha vừa nãy do là mình không để ý, mình tưởng có mỗi Yuka thôi các bạn ơi. Mà giờ tụi đi Luda thế nên là có bắt thua luôn. Hơi đen nhưng không sao. Vẫn là một trận đấu win của mình nhá. Ôi may quá cộng 82 điểm các bạn ơi. Nếu như nó mà cộng ít là mình nản nữa ấy. Ôi cuối cùng cũng được gỡ lại một chút điểm rồi đó. Ôi may quá. Trận tiếp theo mình lại tiếp tục không gặp bút bẩn các bạn ơi. Trận này mình lại tiếp tục đi top nhỉ. Tính ra bây giờ mình thấy con Triệu Vân này đi top nó phù hợp hơn là đi rừng ấy. Ê mà kèo này căng nha. Và bây giờ các bạn sẽ cùng chiêm ngưỡng liệu rằng Triệu Vân mới, nói chung là Triệu Vân sau khi sửa đổi solo cùng với Florentino thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi từ từ nhá. Chém, đánh lẹ đi. Ui ui đúng hướng kìa, trời ơi. Ui pha đấy không có na chắc mình chết rồi đấy. Múa kinh đấy. Rồi, mình sẽ test solo với lại thanh niên Flo thử nha các bạn. Lên 4 rồi này. Làm thử không? Giữ lại chiêu 1 để lớp bị choáng này đó. Rồi, đánh này, đứng yên solo này. Ồ, cũng căng kèo phết chứ các bạn. Đánh cũng căng kèo. Ôi thôi xong rồi, chết tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà chạy? Này, để mình làm tiếp solo queue cho bạn xem thử nhá. Chơi này. Ui da mà nó múa kinh quá. Ôi thôi. Ây da, không. Đánh được. Nhưng mà chắc là tại mình thua đồ thôi. Mình đoán thế các bạn ạ. Không nhưng mà nói chung cũng ok phết. Ôi toàn các bạn ạ. Trận này team mình thua thiệt team bạn quá. Do team mình mid là ông Kera ấy. Ông Kera team mình đang cày one champ nên là cũng không trách được các bạn ơi. Trời ơi, giết con Floor xong khổ thế này. Ui hên chưa, tí nữa là chết. Ôi, tầm này team mình thiệt quá. Ui vãi thôi xong ơi. Ây da, mình tính gõ vô Vera nhưng mà gõ chú con trâu gần na. Không sao các bạn ơi. Từ nhá. Ui ui tóc biến luôn. Tóc biến. Ơ thằng Vera đến hơi ảo tưởng các bạn ạ. Ok không sao cả. Thôi xong mình chết rồi. Không sao các bạn ơi. Mặc dù là mình fit hơi nhiều nhưng không có gì phải lo cả. Được cái là team mình về lết khỏe hơn nhá. Mình đảm bảo các bạn là 100% là team mình về lết khỏe hơn. Đúng ta. Ừ. May quá mình cướp được con Shiza các bạn ơi. Nice. Rồi. Không sao. Thôi chắc mình chết rồi. Ê không sao nha. Mặc dù chết nhưng mà mình lấy được con, giữ được con Shiza là ngon rồi. Đấy Và nhờ sau cái pha mình cướp được con Shiza, thế nên là bây giờ team mình giữ được một chút này. Ủa rồi cái gì đấy. Hình như thanh niên Vera này không có biết rằng là con Triệu Vân này vừa mới sửa lại thì phải. Nhưng mà đen quá. Khó quá. Khó các bạn ơi. Đúng là cái kèo Triệu Vân với lại Flo là cũng không thể nào chơi nổi các bạn ơi. Flo nó múa cho đúng là máy khâu nó khỏi chơi game luôn đấy. Rồi mày đi. Ây da. Gì nữa đây. Ê mình đảm bảo 100% là thằng Kera này nó chưa một cập nhật meta thì phải. Ui double kill. Thôi xong nhưng mình chết rồi. Thấy chưa các bạn thấy không. Mặc dù mình fit rất là nhiều nha. Nhưng mà các bạn thấy không. Nếu như mà solo 1-1 thằng Flo thì mình chấp nhận là mình không lại. Nhưng mà 4 thằng còn lại là mình đấm dư nha. Mình các bạn 4 thằng còn lại là mình solo mình đấm dư luôn đó. Đấy quét sạch luôn này. Đây rồi. Thằng Vera này chết chắc rồi đấy các bạn ạ. Trời ơi bạn ơi. Nãy giờ chết hai mạng chưa chừa thì phải. Chết hai mạng chưa chừa nhá. Vẫn cố gắng anti đánh vào mình nhá. Rất là khó hiểu luôn. Gì không. Ê mình chấp nhận mình mở combat nhá. Mình đang có 6 nội tại đâu này. Chấp nhận mở combat đâu này. Đánh đi. Chấp nhận mình mở combat đâu đây. Bắn đi ra đây ơi. Bắn đi bắn được. Bắn được. Ôi thôi xong rồi. Không được rồi. Ôi pha đấy lỗi mình quá, cũng không phải lỗi. Pha đấy mình quyết định là mình lên mình mở để cho tay mình đánh các bạn ạ. Nhưng mà tay mình đánh vẫn thua tay bạn đấy chứ. Khó. Từ nhá. Rồi. Rồi mình chạm trúng thằng AD rồi các bạn ơi. Đi một thằng. Hai lại. Rồi, Shiza là win. Thấy chưa, mình nói với các bạn mà. Team mình càng về lết càng khỏe. Team mình về lết khỏe các bạn rất là nhiều. Trời ơi, bắt được thả đi với mid đó là team bạn đi rồi. Thôi xong win rồi các bạn ơi, win chắc rồi.
Được cái là con Triệu Vân này KDA không nói lên điều gì các bạn ơi. Cho bây giờ chất tướng của con này là kiểu dạng đấu sĩ đỡ đòn ấy. Vậy nên là dù có chết nhiều nhưng mà chúng ta có đủ đồ ấy là chơi được. Vừa nãy mình toàn mở cốc bát để cho mình chơi thôi. Mình mà chỉ cần ghim, mình ghim được cái ulti của mình vào đầu thá đây là win nha. Do bây giờ chất tướng con Triệu Vân là cần phải ghim, cần phải ghim ulti vào mấy con chủ lực các bạn ạ. Nếu mà không ghim vào mấy con chủ lực là tụi mình thua chắc. Từ nha. Win được, win được. Tem mình đang cố gắng câu kéo để cho tem mình win này. Vào đây. Úi giời nó cắt kiểu úi giời. Win luôn các bạn ơi. Phải win đấy. Đúng rồi. Công kéo đi bạn ơi. Phải thế chứ. Nice. Thấy chưa? Fit nhiều nhưng cuối cùng mình là người đóng góp nhiều nhất. Ok chưa? Win liền. Ui, may quá. Vừa nãy cộng tầm ấy, may là mình gỡ lại được tầm 160 điểm các bạn ơi. Cũng gỡ lại một chút. Ok, trận này mình gặp cục tím Việt Nam Floor các bạn ơi. Thề may là mấy cái trận cuối là mình ghép vua tem ổn nhá. May là trận cuối, mấy cái trận cuối nhá, không phải gặp út bẩn hay gì, khổ quá ấy. Rồi, và hiện tại là cũng sắp tới 12 giờ rồi các bạn ạ. Nên là mình quyết định là mình nghỉ clip tại đây. Do là chơi như thế đủ rồi. Chứ mà chơi mà gặp út bẩn hay phá game thua nữa mình nản lắm. Đó, và sau hơn 8 trận chơi. Ừ, 8 trận chơi mà hình như đâu đó là phải hơn 4 trận rồi đúng không? Mình đếm đâu đó là phải hơn 4 trận, 5 trận gì đấy là mình gặp út bẩn với lại phá game rồi. Đấy, nhưng mà thôi, cũng chịu thôi các bạn ạ. Lần đầu tiên nha. Hay là do rank tiếng Anh nhở? Hay là lại lời nguyền tiếng Anh ta? Chắc là tại cái nick này đang lở rank tiếng Anh nhỉ? Mình phải công nhận là cứ mỗi lần mà cái gì liên quan tới rank tiếng Anh ấy, y chang như rằng luôn, như lời nguyền các bạn ạ. Nhưng mà thôi, không nên đổ các bạn ạ. Đó, thì đương nhiên mình bị trừ điểm là điều quyết định các bạn ạ. Đấy, thì cái điểm đỉnh cao của mình bị trừ xuống còn 1444 điểm nha. Còn về top ấy các bạn thì chắc chắn là nó sẽ bị trừ rồi. Đây, thì sau một hồi mình chơi ấy, thì từ top 9 miền Trung mình đã bị tụt xuống top 10. Và còn top Việt Nam ấy là từ top 21 mình tụt xuống top 22. Cũng may nha. Cũng may là tụt xuống top 22 các bạn ạ. Vừa nãy mình nghĩ ấy, mình còn tưởng là mình bị tụt xuống top 30 luôn rồi ấy. Mình thấy các bạn là vừa nãy là mình tưởng bị tụt xuống top 10 ấy. May là hai game cuối. Mình nói thật là may là hai game cuối mình gỡ được lên được 160 điểm. Thế nên là mình mới giữ lại lên được top 22 ấy. Chứ nếu như mà không gỡ hai game đấy, mình có thể các bạn là mình tụt xuống top 30 là cái chắc. Ok, cũng sao. Nói chung là thua như này thì thua cũng không đáng. Nếu như mà mình mà kiểu chơi những cái trận đấu mà căng thẳng hay gì ấy, đó thì mình thua thì mình chấp nhận là mình mới thấy đáng. Chứ thua như này thì bị trừ điểm như này thì toàn bút bật phá game các bạn ạ. Đánh nản lắm. Với lại là cũng không thể nào trách mình được các bạn ạ. Bởi vì con chất tướng Triệu Vân này, mình phải công nhận là mặc dù là Triệu Vân trở lại rồi, nhưng mà tù thì vẫn tù. Các bạn công nhận đâu, tù thì vẫn tù nha. Nhưng mà được cái là bây giờ ấy, nó vẫn trâu hơn hồi trước. Do bây giờ là nó bây giờ là kiểu dạng đấu sĩ đỡ đòn ấy, thế nên là vẫn có thể chơi được các bạn ạ. Nhưng mà cầm trên rank cao thì vẫn cần phải suy nghĩ nha. Còn rank thấp thì mình thấy chơi vẫn ok. Do bây giờ chất tướng con này là đỡ đòn mà. Được rồi, và đó là một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với vị tướng Triệu Vân các bạn ạ. Nói chung là buồn cũng có, nản cũng có, thất vọng cũng có các bạn ạ. Chịu thôi. Nhưng mà mình mong sao ở những cái series đấu đỉnh cao tiếp theo mình sẽ không gặp những cái tình trạng như này nữa. Và các bạn đừng quên, nếu như mà thấy series hay thì hãy là mình, nó chính là một cái like và một cái đăng ký các bạn ạ, để mình lại tiếp tục có cái động lực và làm cho các bạn cùng xem. Chứ thật sự là cái lần này mình hơi bị nản cực kỳ luôn các bạn ạ. Thề, chịu luôn đấy.